Ở Sài Gòn bây giờ đang bị sáng nay kẹt xe rất là nghiêm trọng ở rất là nhiều tuyến đường. Mình đi có mấy cái xó là đi cả tiếng đồng hồ á, một đoạn sáng mà đi hơn tiếng đồng hồ. Có mấy cây à? Khu vực này là khu vực bến xe miền Đông này nó cũng rất là đông. Thông thường thì thứ sáu nó không kẹt xe nhiều, hôm nay kẹt xe rất là nhiều. Có lẽ là thứ sáu ngày 13. Rất là nhiều xe leo lề để mà đi. Này mấy xe tải xe lớn rồi là vô thành phố đông quá. Chắc đây cũng là kẹt xe là cái đặc sản ở Sài Gòn. Tại vì ngày nào mà ra đường mà không gặp kẹt xe thì đây là một chuyện rất là lạ. Đây có cái mấy gốc cây bonsai. Mình là mình thích chơi bonsai và hiện tại thì mình chơi ở dưới Đồng Nai thì mình có vài cây. Bữa nào về rồi khoe với lại mọi người. Như thế này thì kinh tế nó không có phát triển, chắc chỉ có mấy chỗ bán xăng dầu phát triển, bán xe đó, sửa xe đó. Mới nói có cái xe hư nè, đang thấy dắt bộ này không biết là lý do gì. Khi kẹt xe thì làm cái gì nó cũng bị chậm trễ, di chuyển thì mất thời gian. Xe buýt nhiều quá, buýt nào buýt đấy to đùng, chạy lung tung. Ơi, cái xe kiểu này đi kiếm quán cà phê cho ngồi thôi.
chưa phải gọi là kẹt xe lắm nhưng mà vẫn lưu thông được, hay còn lưu thông được mà lưu thông chậm. Bây giờ mình đi uống cà phê đây. Chào các bạn nha. Vòng xuống quán cà phê BD2 nó dễ mà ai ngờ đầu đồng quá. Qua Nguyễn Xí thì nó cũng kẹt luôn. Di chuyển nãy giờ đông. Cái đường này chạy không phân biệt đường xe hơi, xe máy hay là vỉa hè. Chạy rồi, chạy rồi. Cái 6 cầu phụ nãy giờ đi qua đường rồi. À, đang qua được. À. Qua được rồi. Đi uống cà phê khó thật đấy. Qua tới Ung Văn Khiêm. Giờ đường ngập. Này. 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 Này chỗ này ngập sâu. Văn cơ mà làm phải lau. Giờ đang là 9:30 sáng rồi. Kiểu này nhiều người đi làm trễ. Tới công ty chắc giờ hết người. Tới D2 rồi. Hi, chào mọi người, lần này thì uống cà phê thật rồi.